Xin chào các bạn, mình là Andy đây và mình đang có mặt tại Hội nghe. Cung Bảo Bình, cung đàn tình yêu. Mỗi bài hát nó có mỗi phong cách khác nhau và mỗi một nhà kiểm định nó sẽ có một cá tính khác nhau. Đôi khi dở với người này thì sẽ là hay với người khác. Và âm nhạc thì là cảm xúc. Thì cảm xúc thì không có việc hay hoặc dở, chỉ cần cảm nhận thôi. Đó là bài hát đầu tiên của mình. Rất là rung. Nhưng mà bây giờ thì nó vẫn còn rung, nhưng mà mình biết là mình có thể làm tốt. Đó là ngày phục vụ part time của quán cà phê hoặc quán ăn. Tại vì ở nơi đó thì được gặp rất là nhiều anh chị không quen, nhưng mà dần dần thì các anh chị đó đều là những cộng sự, những anh chị dẫn lối trong con đường nghệ thuật của Andy. Andy có crush và trong mối quan hệ với một bạn đồng nghiệp, và từ đó đến tới bây giờ Andy quyết định là sẽ không bao giờ có một mối quan hệ nào khi đang làm nữa. Cái tình yêu đích thực này còn việc là mình dành cho ai nữa, hay là cho một sự vật nào đó nữa. Cho nên là nếu như mà không rõ về tình yêu dành cho ai thì Andy sẽ chọn tiền. 10 năm này của mày cool lắm. Nhạc chuông điện thoại của bạn được không? Em hát luôn nha. Cái nhạc chuông của Apple, cái tiếng chó sủa. Bài hát bất kỳ có chữ no. No, no, yes, yes, no, no, yes, yes, no, no. Bài hát khiến bạn yêu đời. I'm just a little girl. Bài hát hay nghe khi tập thể dục. Thực sự thì cũng không thường xuyên tập thể dục lắm. Một bài hát có tiếng động vật. What does the fox say? What does the fox say? Chỉ giỏi tiếng làm tiếng chó thôi à. Bài hát gửi đến bản thân trong tương lai. Cause you bring out the best in me, like no one else can do. Sáng tác đầu tiên của bạn. Để mà nói sáng tác đầu tiên thì ok. Và đó là một bài hát trong nhạc phim Dream Heist. Anh xin lỗi nếu không thể ngừng nhớ em. Anh xin lỗi nếu không thể ngừng yêu em. Người yêu ơi rằng em có biết không? Nhạc phim bạn yêu thích nhất. Trời. When you believe the hard work. When you believe somehow you will. You will when you believe. Bài đó trong phim Hoàng tử Ai Cập. Xin chào mọi người, mình là Andy đây và cảm ơn mọi người đã nói là sớm dài đúng không? 3, 2. Em xin lỗi mọi người nhưng mà em bị phân tâm không nghe chị nói gì hết trơn lại đó nên hát mọi người không nhận ra đúng không? Anh gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng.